Thưa quý vị và các bạn thân mến, hối lộ tình dục nên ông Nguyễn Thành Tài bị sổ khám. Do có mối quan hệ tình cảm với bà Thúy bị tác động bởi mối quan hệ này nên ông Nguyễn Thành Tài có nhiều sai phạm, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Phải chăng tên gọi khác ở đây là tham nhũng tình dục? Kết luận điều tra nêu rõ lợi dụng mối quan hệ tình cảm từ trước với ông Nguyễn Thành Tài, bà Lê Thị Thanh Thúy xin được tham gia dự án tại khu đất 8-12 Lê Duẩn gửi công ty quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh với mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không phải đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án. Tình yêu ngoài hôn nhân, mối quan hệ tình cảm với các quan chức viên chức trong bộ máy công quyền có thể nhiều khi chỉ đơn thuần là chiêu trò của hối lộ tình dục. Một phương thức được cho là liên quan tội hình sự về tham nhũng, nhưng lại chưa có ai hầu tòa vì tội danh mang đầy vẻ ngọt ngào của tình tiền quyền lực ấy ở Việt Nam. Tình khúc theo điệu tango được Phạm Duy dịch thoát ý, tình cho không biếu không, dịch sát nghĩa tình yêu đó không dành cho thực dụng, tình yêu là để cho không, love is for nothing. Đó là chuyện bay bổng trong âm nhạc. Với ngài cựu phó thị trưởng thành phố Hồ Chí Minh đang trong chốn ngục tù thì gọi tên đúng ở đây về tình yêu, về mối quan hệ tình cảm là trò hối lộ tình dục đổi trác. Báo Thanh Niên số phát hành ngày 1 tháng 1 năm 2020 có bài Vì tình, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài ký nhanh ký nhiều. Bài báo tóm tắt nguyên do phạm tội của ông Tài là vì có mối quan hệ tình cảm với Lê Thị Thanh Thúy nên ký nhanh ký nhiều văn bản chỉ đạo có lợi cho công ty Hoa Tháng 5. Thúy sinh năm 1979, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tháng 5 và công ty cổ phần đầu tư Navendu. Công ty cổ phần đầu tư Navendu có 2/3 cổ đông là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Tháng 5 và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Kinh Đô, chiếm 80% vốn, không thuộc diện đơn vị được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Khu này có giá trị trường cỡ 400 triệu mét vuông và cho nàng thuê chỉ có 3,5 triệu trên 1 mét vuông và cho xây cao ốc rồi cho thuê. Khi đó, giá thuê cỡ vài ngàn USD trên 1 mét vuông là thường thôi. Mà thực ra năng lực tài chính của Hoa Tháng 5 có trời mới biết, còn năng lực và nhan sắc của nàng thì nhiều người từng biết. Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa bị đề nghị truy tố theo hồ sơ giai đoạn 2008-2011, ông Tài được giao phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà. Vì có quan hệ tình cảm với Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoa Tháng 5 nên ông Tài đã ký nhiều văn bản chỉ đạo cấp dưới và các cơ quan liên quan chấp thuận cho công ty này tham gia đầu tư, giao đất, cho thuê đất trái pháp luật. Việc ký duyệt là theo đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên Môi trường. Lợi dụng quan hệ tình cảm với ông Tài, Thúy đã ký văn bản gửi công ty quản lý kinh doanh nhà, tự nhận là công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Theo Thúy, công ty mình có năng lực tài chính xin tham gia dự án số 8 và 12 Lê Duẩn với động cơ, mục đích trục lợi cá nhân mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án. Trong khi đó, Hoa Tháng 5 chỉ là công ty mới được thành lập, hoàn toàn không có kinh nghiệm năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa được thực hiện bất kỳ dự án bất động sản nào trước đó. Bên cạnh sai phạm tại dự án số 8-12 Lê Duẩn, cơ quan điều tra đã thu thập hồ sơ tài liệu xác minh về dự án nông trường dừa, phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ cho thấy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra các quyết định hành chính có liên quan đến việc thu hồi đất nông trường dừa và giao Ủy ban nhân dân quận 9 quản lý. Ngoài ra hủy bỏ văn bản chấp thuận việc thoái vốn của công ty du lịch Sài Gòn. Báo cáo thanh tra chính phủ về các biện pháp khắc phục xử lý sai phạm tại dự án. Tại cơ quan điều tra, bị can Thúy không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tài liệu điều tra cho thấy cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có đủ căn cứ kết luận Thúy lợi dụng quan hệ với ông Tài để được ưu tiên tạo điều kiện phê duyệt nhanh chóng các văn bản đề nghị theo hướng có lợi cho Thúy và các doanh nghiệp có vốn góp của công ty Hoa Tháng 5.
Thúy là đồng phạm với vai trò giúp sức cho ông Tài và Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước là khu đất 812 Lê Duẩn, thực hiện trái quy định các quyết định 09/2007 và 140/2008 của Thủ tướng Chính phủ khoản 8 điều 2 nghị định số 121/2010 của Chính phủ như đã nêu trên. Bị can Tài bị bắt ngày 8 tháng 12 năm 2018, bị can Thúy bị bắt ngày 9 tháng 10 năm 2018. Hiện cả hai bị cáo đang bị tạm giam tại trại giam T16 Bộ Công an. Riêng bị can Thủy đã trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm nay nàng đã bị túm cổ vô trại cùng với Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh. Nàng thật sắc nước hương trời. Vì nàng mà Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hàng loạt lãnh đạo sở ngành khác ký phén một phát giao khu đất vàng 5.000 m² ở số 812 Lê Duẩn cho nàng mà không cần đấu giá. Thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt và Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kể về một vụ án do chính ông từng thụ lý giải quyết. Theo đó, một anh cán bộ nhà đất nhận hối lộ tình dục của rất nhiều cô gái. Sau đó, cô gái đồng loạt tố việc phải thỏa mãn tình dục cho anh này để anh này giải quyết các hồ sơ liên quan đến nhà đất. Các cô khai rõ các khách sạn nơi quan hệ tình dục, số lần, cách khống chế thỏa mãn tình dục. Thế nhưng, thời điểm đó, tòa đã không thể xử được vì luật quy định tội hối lộ là hành vi nhận vật chất như nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. Hiện nay, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định của hối lộ không chỉ riêng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất mà còn bổ sung thêm lợi ích phi vật chất khác như hối lộ tình dục. Tức là nếu anh cán bộ ở khu vực vụ án trên thụ hưởng cả về tình dục sẽ bị xử lý và hành vi này về tội nhận hối lộ tình dục. Thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt nhận định, trong trường hợp vụ án Nguyễn Thành Tài theo quy định của pháp luật Việt Nam chỉ có thể xem xét hối lộ tình dục khi người đưa hối lộ đứng ra tố cáo, nghĩa là phải lạy ông tôi ở bụi này. Năm ngoái ở Tây Nguyên xảy ra vụ một phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp mới tốt nghiệp cấp 2 được cất nhắc liên tục lên các chức vụ quản lý, đến khi bà ngồi vào ghế trưởng phòng cơ quan đảng cấp tỉnh ở Đắk Lắk thì những tố cáo lâu nay bất ngờ được xì ra cho báo chí. Đến cuối năm thì vụ việc khép lại, chẳng quan chức nào bị cáo buộc về tham nhũng tình dục. Trước đó nữa là một nhan sắc mỹ miều khác, từ một nhân viên bình thường đã thăng tiến thần tốc trở thành một trưởng phòng quyền lực của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù kỳ điều tra sau này cho thấy bà trưởng phòng xinh đẹp đầy quyến rũ đó không đủ cả tiêu chuẩn để làm một công chức bình thường. Cuối cùng thì mọi chuyện dừng lại ở lý do nâng đỡ không trong sáng, thế là hòa cả làng. Ông LH, một đầu nậu trong giới phát hành sách, vụ án ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đã rửa tay gác kiếm, kể rằng thời hưng thịnh của những đầu sách ấy, nhóm của ông đã xin giấy phép để ra hai tạp chí chuyên về án tình tiền tù tội. Để vị thứ trưởng mau chóng ký duyệt đề án tạp chí lúc ngài thứ trưởng này từ Hà Nội bay vào Sài Gòn, chuyện phải quấy lúc đó là ông LH phải nhờ một nhà báo trong giới showbiz qua quan hệ tình dục với đường dây cung ứng nhan sắc cho công việc PR, thuê hai chân dài đón và chăm sóc ngài thứ trưởng từ sân bay và suốt thời gian ngài công cán tại thành phố Hồ Chí Minh. Vài năm trước, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phanh phui một đường dây sex tour có sự tham gia của các cô người mẫu diễn viên nổi tiếng. Các cô gái này được những đại gia bí ẩn set up tham gia các chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài cùng với sếp lớn với giá từ 5.000 đến 8.000 đô la một ngày để trả ơn mưa móc những gì đã nhận được từ trước đó từ sếp. Việc quan hệ với các quan chức được các công ty hoặc đàn em đệ tử như ông LH mời đi du lịch đã trở nên phổ biến. Những chuyến du hí bằng tiền chùa với em út cũng là chuyện quá đỗi bình thường trong nếp nghĩ của các quan chức Cộng sản Việt Nam. Vé máy bay đã có người giao tận tay, xuống sân bay có người đón đưa về tận khách sạn 5 sao, vào phòng nghỉ thì có mỹ nhân chờ đợi.
trong chuỗi cung phụng đó. Khó trách ngài cựu phó thị trưởng Nguyễn Thành Tài nổi tiếng trăng hoa đã vướng lưới tình, nhẫn là mỹ nhân Lê Thị Thanh Thúy vừa giàu có, chủ của loạt quán bar sang trọng, luôn biết cung phụng không chỉ cho những người tình quan chức mà còn luôn cả đồng liêu của ông Nguyễn Thành Tài. Cho đến nay, có lẽ nghi vấn về cú áp phe tình dục dính tới quan chức cấp cao nhất được mọi người biết đến là vụ bà Đỗ Thị Huyền Tâm. Bắt đầu vốn là người tình theo nghĩa trai gái của ông Nông Quốc Tuấn, nhưng sau đó vào năm 2012 bà Tâm bất ngờ là phu nhân của ông bố Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thân phụ của Nông Quốc Tuấn. Trước khi trở thành thứ phi của Nông Đức Mạnh, bà Đỗ Thị Huyền Tâm đã nhiều phen lao đao về những món nợ khổng lồ với ngân hàng. Theo đó, có tin cho biết suýt chút nữa thì bà Tâm đã phải trà tay vào còng. Nhưng sau khi trở thành vợ sau của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, vị thế của bà Huyền Tâm đột nhiên mạnh hẳn lên. Không những chẳng bị hề hấn gì với vòng tố tụng hay lao lý, công ty của bà Huyền Tâm còn thầu được những công trình BOT đáng giá, từ đó trả hết nợ cho ngân hàng và lại còn dồi ra một khoản tích lũy lớn. Những cú áp phe tình dục, những quan chức tham nhũng tình dục, tiếc là cho đến nay vẫn chưa có vụ án nào liên quan đến tội danh được nêu ở đó, cả bộ luật hình sự đến luật phòng chống tham nhũng. Nói đến chuyện ngã ngựa ở đây không phải là thượng mã phong nơi phòng the, mà hiểu nôm la là ai đó tự dưng buộc phải rời trốn quan trường và trong vài trường hợp còn bị đe dọa tính dính tới vòng lao lý. Gần đây ở Việt Nam có hình dung từ củi lò do chuyện liên quan bắt bớ ấy kể từ lúc ông Nguyễn Tấn Dũng cáo lão hồi quan để về làm người tử tế, tức ông Ba X ngã ngựa. Dẫn chứng cho phần nhận định ở trên, vụ đất đai nhà cửa của người dân vườn rau Lộc Hưng ở phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã bị nhóm chính quyền cướp trắng trợn theo đúng nghĩa đen với đầy đủ chứng cứ pháp lý từ văn bản đến hình ảnh video. Gần một năm đi qua, mặc dù các vị luật sư thiện nguyện đã đồng hành cùng với người dân Lộc Hưng đến tất cả các cơ quan công quyền liên quan để khiếu nại, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng như một trêu ngươi của câu nói thách thức quen thuộc: luật là tao, tao là luật. Sếp của tao ở đây chưa ngã ngựa nên tao vẫn là luật. Chuyện chính quyền sai trái về đất đai kiểu đầy thách thức như trên không hiếm. Bắt nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa và hai nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là nội dung được nhiều tờ báo Việt Nam đăng vào chiều tối ngày 3 tháng 1 năm 2020. Các vị này được cáo buộc là liên quan đến vụ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương, nghĩa là liên quan mật thiết đến đất đai của người dân và cả lẫn đất của công sản. Thầy của các vị vừa bị sổ khám đó là Nguyễn Thành Tài, người từng có thời gian làm việc ở Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh trước khi được ông Lê Thanh Hải rước về Ủy ban Nhân dân thành phố để làm cấp phó cho mình. Ông Nguyễn Thành Tài hay còn gọi bằng cái tên thân mật Tư Huy, thuộc về cánh đắc lực của nhóm quyền lực chính trị bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian rất dài, với người đứng đầu là Lê Thanh Hải, còn gọi thân tình là anh Hai, tức Hai Nhật. Tác giả kiêm đạo diễn kịch bản cướp đất xuyên suốt hai thế kỷ 20 và 21 có tên Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng, người dân hay còn gọi là Ba X, rời ghế thủ tướng khi chưa dứt nhiệm kỳ, thì trước đó các đàn em của ông tại nhiều địa phương cũng bắt đầu lọt vào tầm ngắm của tiểu phu Nguyễn Phú Trọng. Vây cánh thuộc dạng kinh tài cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nằm trong bảng phong thần đó. Do vậy nên mới có chuyện Trầm Bê vào tù và Đặng Văn Thành phe cánh của ngài Nguyễn Xuân Phúc được dịp quay trở lại Sacombank, nơi ông là sáng lập viên, và bị Trầm Bê hất cẳng. Người giữ hầu bao cho Ba X Nguyễn Tấn Dũng là Trần Bắc Hà cũng vào tù và mất luôn ở đó. Đến nay thì cả ông Ba X lẫn ông Hà Nhật vẫn bình chân như vậy, mặc dù đàn em thân tín đang bị tỉa dần để làm củi. Sẽ còn có ai là những con chốt thí qua sông để dằn mặt nhau giữa các ngài đại tướng quân trên bàn cờ quyền lực ngay trong chính trị nội bộ đảng cầm quyền nhiệm kỳ mới cận kề? Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Xin cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.